trong nhiều thế kỷ, các nhà thiên văn học đã suy đoán rằng hệ mặt trời chứa các hành tinh chưa được khám phá hết, chúng quay quanh ngôi sao chủ ở những quỹ đạo xa xôi, tối tăm vùng rìa Thái Dương hệ. Khi phát hiện những tác động của lực hấp dẫn lên các vật thể nhỏ hơn xung quanh, giới thiên văn học buộc phải tìm ra thủ phạm, cả Hải Vương Tinh và Diêm Vương Tinh đều được tìm ra theo cách này. Không lâu sau khi phát hiện ra Thiên Vương Tinh vào thế kỷ 18, các nhà thiên văn học đã quan sát thấy quỹ đạo của hành tinh này không di chuyển với tốc độ mà các nhà khoa học dự đoán. Thiên Vương dường như tăng tốc ngẫu nhiên trên quỹ đạo của nó, sau đó lại giảm tốc. Nhà thiên văn học trẻ người Pháp Vézier công bố ý tưởng táo bạo cho rằng đây là kết quả của một hành tinh lớn khác chưa được biết tới, ở gần Thiên Vương Tinh, và tác động đến nó. Ngày 2 tháng 9 năm 1846, nhờ có sự quan sát giúp đỡ của nhà thiên văn học người Đức Johann Galle, Vézier đã tìm ra Hải Vương Tinh. Đến năm 1930, nhà thiên văn học người Mỹ Tom Bau tìm ra Diêm Vương Tinh, và trong suốt 76 năm từ năm 1930 đến 2006, thế giới công nhận sao Diêm Vương là hành tinh thứ 9 trong hệ mặt trời. Tuy nhiên, đến năm 2006, do phát hiện Diêm Vương Tinh thiếu một trong ba điều kiện của một hành tinh, Hiệp hội Thiên văn Quốc tế chính thức hạ cấp sao Diêm Vương, Pluto, từ một hành tinh xuống hành tinh lùn. Như vậy, Thái Dương hệ chỉ còn 8 hành tinh, đến nay, giới thiên văn học vẫn không ngừng săn tìm hành tinh thứ 9, đó cũng là câu đố thách thức các nhà khoa học hiện đại. Trong một thời gian, giới khoa học đã thu thập bằng chứng về một hành tinh to lớn phải quay quanh mặt trời ở khoảng cách khoảng 500 đơn vị thiên văn, tương đương 70 tỷ km. Bằng chứng đến từ quỹ đạo của các vật thể băng giá trong vành đai Kuiper bên ngoài sao Hải Vương, những vật thể này dường như tụ lại với nhau theo những cách chỉ có thể được giải thích rằng chúng bị một vật thể khổng lồ điều khiển. Vật thể khổng lồ này được giới khoa học đặt tên là hành tinh thứ 9, Planet Nine. Nếu tồn tại, nó phải có khối lượng từ 5 đến 10 lần khối lượng trái đất, nhưng nó ở quá xa so với hành tinh của chúng ta để quan sát. Nhưng có một lý do khác khiến Planet Nine có thể khó nhìn thấy, bởi vì hành tinh thứ 9 có thể hoàn toàn không phải là một hành tinh. Thay vào đó, các nhà thiên văn học đưa ra một khả năng là nó có thể là một lỗ đen nguyên thủy, còn sót lại từ vụ nổ lớn Big Bang, nhưng bị mặt trời giữ lại trong quỹ đạo của ngôi sao. Câu đố là làm sao để tìm ra lỗ đen nguyên thủy này? Ed Witten, nhà vật lý học tại Viện Nghiên cứu cao cấp ở New Jersey, Mỹ, đưa ra ý tưởng đó là tìm kiếm lực hấp dẫn, bởi lỗ đen này phải tác động lên bất cứ thứ gì đi qua gần nó. Vì vậy, ông đề xuất phóng một tàu vũ trụ nano theo hướng nghi ngờ sự tồn tại của lỗ đen ở vành đai Kuiper, rồi sau đó tìm kiếm những sai lệch đáng ngờ từ quỹ đạo dự kiến của các vật thể quanh lỗ đen này. Ed Witten không phải là người đầu tiên tưởng tượng ra tiềm năng khám phá liên hành tinh của tàu vũ trụ nano. Nhiều nhà khoa học và những người có tầm nhìn khác nhau đã nghiên cứu ý tưởng sử dụng chùm tia laser mặt đất mạnh mẽ để đẩy tàu vũ trụ nano về phía các ngôi sao. Lợi thế lớn là các tàu vũ trụ nano nhỏ như vậy là không cần phải mang theo nhiên liệu của riêng chúng mà thay vào đó sẽ di chuyển bằng laser được tạo ra trên trái đất. Tia laser này có thể tăng tốc chúng liên tục trong thời gian dài, cho phép chúng đạt vận tốc khổng lồ bằng 1/5 tốc độ ánh sáng. Để tìm kiếm Planet Nine, tàu vũ trụ nano cần phải đạt vận tốc ít nhất là hàng trăm km mỗi giây. Ed Witten nói thêm rằng với tốc độ như vậy sẽ cho phép tàu vũ trụ nano di chuyển được 500 đơn vị thiên văn trong thời gian 10 năm. Nghĩa là trong 10 năm, tàu vũ trụ nano sẽ di chuyển được quãng đường 70 tỷ km. Không chỉ có tốc độ di chuyển nhanh, tàu vũ trụ nano còn có một lợi thế là nhỏ gọn. Ed Witten đề xuất có thể phóng hàng trăm tàu vũ trụ nano về phía lỗ đen nguyên thủy để có thể quan sát được mọi thay đổi trong quỹ đạo của nó. Một sứ mệnh như vậy sẽ là một thách thức đáng kể. Hiện tại, nổi tiếng nhất là đột phá Starshot, một sáng kiến trị giá 100 triệu USD để phát triển và thử nghiệm công nghệ có khả năng phóng tàu vũ trụ nano bằng laser đến các hệ thống liên sao.
Mục tiêu của dự án là để đặt nền móng cho một nhiệm vụ bay đến hệ thống sao đồi Alpha Centauri, nằm ở phía nam chòm sao Nhân Mã. Tính toán của nhà khoa học tên lửa người Anh Kevin Parkin cho thấy chi phí cho một nhiệm vụ như vậy sẽ tương đương với các nhiệm vụ trị giá 1 tỷ USD mà NASA đã thực hiện nhiều lần. Tuy nhiên, hầu hết mọi phần của nhiệm vụ như vậy sẽ là một thách thức, từ việc phát triển một loại laser có khả năng cung cấp lực đẩy cực mạnh để tàu vũ trụ nano di chuyển với tốc độ 1/5 tốc độ ánh sáng, cho đến việc thiết kế một con chip có khả năng truyền dữ liệu trở lại trái đất. Điều đó yêu cầu tàu vũ trụ nano phải mang đồng hồ có độ chính xác cao trong phạm vi tải trọng được đo bằng gam, theo Ed Whitten, đây cũng có thể là trở ngại lớn nhất đối với dự án này. Nhưng chắc chắn các nhà khoa học có động lực để cố gắng, việc phát hiện ra một lỗ đen quay quanh mặt trời sẽ là một giải Oscar thiên văn cho bất kỳ ai đảm nhận một sứ mệnh như vậy. Tàu vũ trụ nano có thể là cơ hội cuối cùng để khám phá một vật thể chưa biết đang quay quanh ngôi sao chủ là mặt trời của chúng ta. Chúng ta mong muốn trong tương lai gần những bí mật của vũ trụ sẽ được khám phá. Không chỉ tìm ra hành tinh thứ 9, mà con người có thể chuyển tới sinh sống trên sao Hỏa, đi du hành liên sao và gặp gỡ những người bạn ngoài hành tinh. Cảm ơn và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.